chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trường Thành Audio. Và ngày hôm nay thì Trường Thành Audio đang đi lắp đặt một cấu hình phòng hát karaoke chuyên nghiệp diện tích 20m2. Cấu hình bộ dàn mà hôm nay Trường Thành Audio lắp đặt, xin mời các bạn cùng Quang Trường đánh giá chi tiết từng cái sản phẩm thiết bị của cái bộ dàn hôm nay. Như các bạn nhìn trước mặt đây, các bạn kỹ thuật đang tháo từng chi tiết sản phẩm ra. Đây là sản phẩm loa For Celtic PCS112Q. Với cái cấu hình phòng 20m2 này thì chúng tôi phối ghép là hai đôi loa full 30 For Celtic 112Q. Cái dòng sản phẩm loa For Celtic mã Q này thì được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp tại Đức các bạn nha. Made in Germany, hàng cực kỳ cao cấp và chính hãng. Sản phẩm được nhập khẩu bởi công ty ProSound và phân phối bởi Trường Thành Audio. Sản phẩm nhìn rất là đẹp. Đây là mặt sau của sản phẩm. Mã sản phẩm đây các bạn, PCS112Q. Như video lần trước thì mình đã giới thiệu và review rồi. Các bạn có thể xem chi tiết sản phẩm thì có thể xem lại cái video đấy, nó sẽ đánh giá chi tiết và tổng thể hơn. Đây là ampli house của chúng ta, mã là TA602 các bạn nhé. Wow, không biết nó có đẹp không ta. Sản phẩm đang được đóng nguyên thùng nguyên kiện. Tất cả cái dòng sản phẩm ampli house thì Trường Thành Audio bảo hành 24 tháng các bạn nhé. Cực kỳ đồ gấu. Đây là mặt trước của ampli, nhìn rất là đẹp đúng không các bạn? Thiết kế rất là hài hòa. Hai nút chiết áp thì chuyển hết về một bên vế trái. Còn đây là cái lỗ để thoát hơi. Cái lưới này để tản nhiệt các bạn nhé. Thương hiệu Hong, một trong những dòng thương hiệu lớn hàng đầu châu Á, chuyên về sản xuất ampli. Đây là cái cấu hình này thì được ghép bởi một cái súp đơn bát 50 là PCS118Q các bạn nhé. Đều nằm cùng phân khúc với loa full là mã Q. Với một cái phòng 20m2 mà chơi một con loa súp bát 50 này với hai cặp loa full PCS112Q thì công suất quá thoải mái cho chúng ta. Ngoài ca hát ra thì chúng ta có thể chơi các dòng nhạc mạnh. Áp lực âm thanh theo thông số của nhà sản xuất là lên tới 136 dB các bạn nhé. Vỏ rất là chắc chắn này. Riêng đối với cái mã Q này của For Celtic là được nhập khẩu trực tiếp tại Đức các bạn nhé. Tất cả đều là made in Germany, có đầy đủ giấy tờ xuất xứ rõ ràng. Cực kỳ gấu đúng không ạ? Đây, chúng ta đang dần dần chúng ta nhìn thấy sản phẩm đây. Sản phẩm được bọc rất là cẩn thận. Đây là lớp túi ni lông, ở giữa là một cái xốp để bảo vệ cho sản phẩm chúng ta trong cái quá trình vận chuyển sẽ không bị va đập. Tất cả các cái dòng loa của For Acoustic thì Quang Trường cảm thấy rằng là quá mỹ mãn luôn. Tất cả các chi tiết nhỏ này gần như là không thể chê trách được. Từng chi tiết nhỏ đến nước sơn các bạn nhìn này, con ốc này rất sắc nét. Nước sơn này là một cái công nghệ đặc biệt của thương hiệu For rồi. Bên đây là cái tay cầm này, tay cầm rất là chắc chắn. Như các bạn để ý từng chi tiết nhỏ này nhé, rất sắc nét. Tay cầm bằng nhựa, nước sơn thì quá đẳng cấp rồi. Ai chà, đằng sau đây các bạn ơi, đằng sau sản phẩm thì thiết kế rất là phá cách. Hai bên chúng ta có thể sau này lắp lên giá chúng ta có thể bắt được này. Các bạn nhìn này, các cái ốc có sẵn đây này. Đấy, để chúng ta có thể chơi biểu diễn trong các dàn dây sự kiện chuyên nghiệp được. Quá là đẳng cấp luôn. Đây là input đường vào và đường lai ra và series sản phẩm. Thì các bạn nhìn kỹ nhé, đây là cái tem của hãng For này, tem chống hàng giả bề màu này. Quá là đẹp.
Rồi, các bạn nhìn đây, đây là cái lớp thùng cắt tông. Nhà sản xuất cũng rất là kỹ khi bọc đóng bởi cái lớp xốp bên ngoài, giúp bảo vệ cho cái đẩy của chúng ta tránh bị móp méo trong quá trình vận chuyển, bởi vì thường cục đẩy nó rất là nặng. Đây chính là cục đẩy hau TD804 của chúng ta. Như các bạn nhìn đây là, như mình thấy rằng là sản phẩm này rất chi là đẹp, không thể trêu đâu được. Đặc biệt là cách điệu các bạn nhé, cách điệu cái mặt trước này, ở giữa là logo thương hiệu hau và bốn nút chế áp, đây là cục đẩy 4 kênh các bạn nhé. Bên tay phải là cái nút nguồn để chúng ta bật tắt, còn hai bên là hai tay cầm để chúng ta đưa vào tủ máy hoặc chúng ta xách rất là dễ dàng. Đây là mặt sau của cục đẩy hau TD804 đấy các bạn. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Mình sẽ làm một cái video clip để phẫu thuật bên trong cho các bạn xem trong đợt tới. Do hôm nay thì chúng ta chỉ quay bên ngoài thôi và xem cái thông số rồi. Đây như các bạn nhìn thấy đằng sau đây có rất nhiều chế độ này. Bridge Estereo này. Đấy, hai cổng đầu vào và output ra. Đây là cái đường output bằng jack Newchick. Còn bên này là nguồn các bạn nhé, nguồn rời. Điện áp là 230V. Quá đẹp. Thương hiệu Hau thì quá nổi tiếng rồi. Nếu mà những bạn nào mà biết về lĩnh vực âm thanh thì chúng ta thừa biết là cái thương hiệu Hau chuyên sản xuất amply lớn, nằm trong top 5 những thương hiệu lớn nhất châu Á các bạn nhé. Cấu hình bộ già này thì lại bao gồm thêm một bộ micro không dây Biover. Dòng micro Biover này thì các bạn thừa biết là công ty Biover là một trong những công ty hàng đầu châu Á chuyên sản xuất micro. Ai chà, như các bạn nhìn đây, để chúng ta bỏ ra xem cái ngoại thất của sản phẩm nào. Đây là bộ đầu thu đấy các bạn. Sản phẩm vừa mới được bóc ra khỏi hộp. Thương hiệu Biover. Như bạn nhìn này, đầy đủ cái mã code để chúng ta check sản phẩm chính hãng. Thương hiệu này thì quá nổi tiếng rồi. Nó chính là mẹ đẻ của thương hiệu BBS đấy các bạn. Đây là cái tay micro. Đây là tay micro chúng ta. Trên tay cũng đầy đủ tem luôn. Mã code xác nhận hàng chính hãng. Rất là đẹp đúng không ạ? Đặc biệt là cái này mình kết nhất cái này cách điệu này. Rất nhìn rất là sang trọng. Tay micro thì được làm bằng thép và phủ một cái lớp sơn tĩnh điện cực kỳ chắc chắn. Đây đế thì bằng nhựa. Cảm giác cầm cũng rất là nhẹ, không quá nặng. Kèm theo bộ là đầy đủ cái bộ chống lăn các bạn nhé, cao su để tránh va đập. Các bạn chờ một ít phút nữa thôi, chờ các bạn kỹ thuật viên lắp đặt xong hệ thống thì xin mời các bạn cùng Quang Trường chúng ta sẽ trải nghiệm thưởng thức cái chất âm của một cái cấu hình hôm nay, phòng 20m² kinh doanh chuyên nghiệp như nào các bạn nhé. Quang Trường sẽ cùng các bạn hát và nghe thử vài bản nhạc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.